của mình hôm nay sẽ giải đề 6, đề thi ngày 14 tháng 11 năm 2020. Câu số 1: Soku hin ko jo wa souhin sha ga anshin shite oishiku taberare ru soku hin o tsukurana kereba naranai. Hoka no taisetsu na yoso wa nan desu ka? Mình có từ soku hin ko jo là công trường sản xuất thực phẩm. Souhin sha là người tiêu dùng. Anshin là an tâm. Oishi là ngon, taberareru là có thể ăn, sokuhin là thực phẩm, tsukuranakereba naranai là phải sản xuất, phải làm ra, hokano là khác, taisetsu là quan trọng, yoso là nhân tố. Câu này mình sẽ dịch là trước cái từ quá mình dịch trước nha. Công trường sản xuất thực phẩm thì phải, động từ nè, phải sản xuất ra những cái thực phẩm. Các bạn chú ý trong cái cấu trúc ngữ pháp này, nó có động, có cái cụm từ bổ nghĩa nha. Cái cụm từ bổ nghĩa nó nằm ở đây nè, là từ Sohisaga Anshin Shite Oishiku Taberareru á, sau nó là một danh từ thì mình sẽ dịch á là phải sản xuất ra cái thực phẩm. Đó, sản xuất ra cái gì trước cái ố là thực phẩm mà người tiêu dùng an tâm rồi có thể ăn ngon. Ngoài ra thì cái nhân tố quan trọng là cái gì? Đó, trước cái từ quá mình dịch trước nha. Rồi có 3 đáp án. A. Sehinorio wa oku tekyo suru koto. Tekyo là mình trình ra hay là mình cung ứng ra. Thì nói về cái lượng, cái lượng mà thực phẩm đó thì nó làm nhiều lên. Câu A thì các bạn xem đúng hay sai nha. Rồi câu B. Sohisa no kenko o mamoru tame ni anzen ga kakuho sareta sokuhin no koto. Rồi mình có từ là kenko là sức khỏe, sức khỏe của người tiêu dùng, mamoru là bảo vệ, tame ni là để bảo vệ. Nó đứng trước, nó đứng sau cái động từ thì nó là ta mè, còn nó đứng sau cái danh từ nó sẽ là no ta mè ní nha. An zen an toàn, kakuho sareru, kakuho suru là đảm bảo, sokuhin là thực phẩm. Cái này cái danh từ sokuhin nó đứng sau cái động từ, cho nên này là cái cụm từ bổ nghĩa. Các bạn dịch cái cụm từ từ đây trước nha, cái thực phẩm mà được đảm bảo về cái mức độ an toàn cho bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Rồi câu C. Mitame ga ii sokuhin no koto. Mitame có nghĩa là cái dáng vẻ, cái bề ngoài của nó. Cái bề ngoài thì là cái thực phẩm đẹp. Rồi vậy thì trong ba đáp án này, đáp án nào là nhân tố quan trọng? Vậy các bạn, bây giờ mình trở về cái bài học nha. Nói về nhân tố quan trọng khi bán thực phẩm cho khách hàng thì ở đây nó có viết là yêu cầu thực phẩm phải người tiêu dùng an tâm, an toàn rồi an tâm đó. Rồi yếu tố thứ hai nữa là thực phẩm có thể ăn một cách an tâm. Rồi người tiêu dùng ở đây nó có viết nè, cái thực phẩm nó đảm bảo cái độ an toàn cho bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng đó. Vậy thì các bạn đã tìm ra được đáp án rồi đó. Đáp án là câu B nha các bạn. Câu số 2. Sokuchu doku no genin wa nan desu ka? Tadashii mono o hitotsu irabi nasai. Nguyên nhân, genin là nguyên nhân, sokuchu doku là ngộ độc thực phẩm. Trước cái từ quá này mình dịch trước nha. Dịch ngược lại nè. Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là cái gì? Hãy lựa chọn đáp án đúng. A. Tabesugi ya nomisugi de onaka ga itaku natta. Mình có từ là tabesugi. Khi động từ bỏ ở thể mas, bỏ mas đi cộng với sugi thì nó có nghĩa là quá. Cái này là ăn quá.
Nomisugi là uống nhiều. Onaka ga itai là bị đau bụng. Geri là bị tiêu chảy. Là việc bị tiêu chảy trở nên, là naru là trở nên, là việc trở nên bị tiêu chảy. Cái bụng đau vì ăn uống quá nhiều. Rồi câu B, Osake o nomisugi de haku koto. Osake là rượu bia. Haku là nôn, là cái việc nôn vì uống nhiều rượu. Mình có từ đế ở đây á, nó có nghĩa là nguyên nhân. Nó cũng, mình dịch sẽ là dịch vì đó. Các bạn lưu oxy Yugai na bisebutsu ya kagaku butsutsu nado fukumu insokubutsu o tabeta koto. Mình có từ là yuga, yugai na bisebutsu. Yugai là có hại, bisebutsu là vi sinh vật, vi sinh vật có hại. Kagaku butsutsu là cái chất hóa học. Fukumu là bao gồm. Insokubutsu là thức ăn, thức uống, là cái việc ăn những cái thực phẩm bao gồm chất hóa học hay là cái vi sinh vật có hại. Có ba cái nguyên nhân này, các bạn lựa chọn đáp án nào? Bây giờ mình trở về bài học nha. Đây, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Kì kiso chisiki là kiến thức cơ bản liên quan tới ngộ độc thực phẩm. Thì ở đây họ viết là xảy ra cái việc có hại cho sức khỏe vì ăn những cái thức ăn, thức uống bao gồm những chất hóa học hay là cái vi sinh vật có hại, được gọi là ngộ độc thực phẩm đó. Đây, định nghĩa là ngộ độc thực phẩm là đó. Còn cái việc á, mà tà bê sư ghi giá nào mi sư ghi để ở na ka ita ku natta ri ghe ri ni na ru cô tổ mô a đi mát gà khó đe bát đô cửa tố qua yê ma sen, là cái việc ăn nhiều và uống nhiều nó gây ra đau bụng với là tiêu chảy, nó không gọi là ngộ độc thực phẩm nha. Cho nên đáp án ở đây, đáp án đúng sẽ là đáp án C. Câu số 3. Xin coronavirus cancel show no yobo hoho toshite tarashi mono hitotsu irabinasai. Cancel show là cái tình trạng nhiễm vi khuẩn virus corona. Yobo hoho là phương pháp phòng chống. Với cái phương pháp phòng chống tình trạng nhiễm virus virus corona thì hãy lựa chọn ra đáp án đúng. A. Sệt kênh đế teo à rau. Rửa tay bằng xà phòng. B. Ninh nì cư gố tà bê rư. Ăn ăn tỏi. C. Osakeo nò mư uống rượu. Thì trong cái phương pháp phòng chống virus corona thì có cái phương pháp là các bạn phải rửa tay để phòng chống, là diệt khuẩn, khử khuẩn và rửa tay đó, rửa tay thường xuyên đó. Thì rửa tay bằng xà phòng để cho tay sạch. Khi rửa thì virus corona sẽ trôi xuống theo nước. Thì đây là một trong những cách phòng chống bằng phương pháp rửa tay. Cho nên đáp án A là đáp án đúng. Botulinum toxin nado no gaho kin o殺すためには何度で何分ぐらい加熱しますか？正しいものを一つ選びなさい。ビルボツリヌス、ゲホキン là nội bào tử, コロス là diệt, タメ là để diệt cái nội bào tử của con virus botulinum toxin, thì cần phải gia nhiệt, Kanetsu là gia nhiệt khoảng bao nhiêu phút và bao nhiêu độ. Hãy lựa chọn ra đáp án đúng. Rồi bây giờ mình trở về cái bài học nha. Ở đây Botulinum toxin nè, cần phải diệt ở nhiệt độ là 120, trên 120 độ trở lên và liên tục gia nhiệt ở
từ 4 phút trở lên. Cho nên đáp án là đáp án C là đúng nha. Okonobi sebutsu wa nando de zousoku shi nikui ka tarashii mono o hitotsu erabinasai. Mình có từ là bisebutsu là vi sinh vật, okonobi sebutsu là nhiều loại vi sinh vật. Nando là nhiệt độ nào, zousoku shi nikui là zousoku là gia tăng, shi nikui là khó, khó gia tăng ở nhiệt độ nào. Hãy lựa chọn ra đáp án đúng. Ika là dưới, A đáp án D, A dưới 10 độ C, đáp án B là dưới 4 độ C, đáp án C là dưới 60 độ C. Bây giờ các bạn trở về cái bài học, nó nằm ở trang 46. Các bạn nhìn thấy ở đây là cái nhiệt kế, nó chỉ ở cái nhiệt độ từ ở trên 60 độ nè. Iso là trên, trên 60 độ thì nhiều vi sinh vật nó khó tăng trưởng. Rồi ở dưới này, cái màu xanh, cái mũi tên màu xanh á, dưới 4 độ thì nhiều vi sinh vật cũng khó tăng trưởng. Vậy thì vi sinh vật nó khó tăng trưởng ở nhiệt độ trên 60 độ và dưới 4 độ C nha các bạn. Các bạn nhớ cái bản đồ này ha. Rồi bây giờ mình lựa chọn đáp án là đáp án C, đáp án B, bởi vì là dưới 4 độ C nha các bạn. Câu số 6. Air konosoji ga fujibun na toki ni Sagyo jo no e sekanri de dono yona mondai ga arimasu ka? Tarashii mono o hitotsu erabinasai. Hãy lựa chọn ra đáp án đúng khi vệ sinh cái máy lạnh không có đầy đủ, không có nghiêm túc. Mình có từ là e con là máy lạnh, fujibun là không nghiêm túc, không đầy đủ. Sagyojo là công xưởng, esekanli là quản lý vệ sinh. Sagyojo no esekanli là quản lý vệ sinh trong công xưởng. Đố no yo na là nó như thế nào. Mondai là nó ga arimasu ka, có cái vấn đề như thế nào, có cái vấn đề như thế nào về cái việc quản lý vệ sinh trong công trường khi mà vệ sinh cái máy lạnh không đầy đủ. Hãy lựa chọn ra đáp án đúng. Câu A, Air kono naka no kabi ga hokori ga sayojo ni hirogaru. Mình có từ là kabi, kabi là ẩm, nấm mốc, hokori là bụi bặm, sayojo là công xưởng, hirogaru là nó làm rộng ra, nó phát tán ra. Trước cái từ gá đây nè là cái chủ ngữ là bụi bẩn và nấm mốc ở trong cái máy lạnh thì nó phát tán rộng ra trong công trường. Câu B, Denki ryokin ga takaku natte kojo no kosto ga agaru. Denki ryokin là điện, tiền điện, phí, phí điện, tiền điện. Takaku natte là nó sẽ làm tăng cái phí tiêu thụ tiền điện. Rồi costo là giá cả của công trường là tăng lên. C, lebo suru chikara ga yowaku natte ondo ga sagari nikuku naru. Chikara là cái sức, lebo suru là làm lạnh, yowai là yếu đi, yowaku naru là bị yếu đi. Vì cái sức mà làm lạnh nó sẽ yếu đi, cho nên là nhiệt độ, ondo là nhiệt độ nó sẽ khó mà giảm xuống. Bây giờ mình trở về cái bài học nha. Ở đây là cái máy lạnh ở trong công trường. Ở đây họ viết là cách vệ sinh máy lạnh. Tại sao lại vệ sinh máy lạnh? Tại vì ở bên trong cái máy lạnh air conditioner bừ là cái bộ phận bên trong của máy lạnh nít Hasesita kabi ya hokori o sayojo nai ni maki chirashite shimau koto ni narimasu. Mình có từ là makichirashi, tức là nó cuốn cái bụi bẩn đi và nó phát tán ra, nó phân bố ra. Sayojo nai là bên trong công trường, là
nó phát tán ở bên trong công trường, bụi bẩn với lại ẩm mốc phát sinh trong cái bộ phận bên trong của máy lạnh đó. Cho nên vì nó có nguy cơ như vậy cho nên phải vệ sinh cái máy lạnh một cách đầy đủ. Rồi mình trở về cái câu này là khi mà không vệ sinh một cách đầy đủ thì cái nguy cơ sẽ dẫn đến đó là câu A, nó làm phát tán bụi bẩn và ẩm mốc, nấm mốc ra trong trong máy lạnh ra công trường, cho nên đáp án A là đáp án đúng. Câu 7. Sayo mae ni okonau koto wa dore ka tarashii mono o hitotsu irabinasai. Sayo mae là trước khi làm việc, okonau là diễn ra, dore ka là cái nào. Hãy lựa chọn đáp án đúng. Những cái việc làm mà làm trước khi và làm việc là cái nào? Có 3 đáp án. Đáp án A là isshoni hataraku hito no namae o kakunin suru, là kiểm tra tên của người làm chung. Isshoni là chung, hataraku hito là người làm chung, là người làm. Rồi câu B, shigoto ni hitsuyou na manual sayo te junso o kakunin suru, là kiểm tra cái trình tự làm việc, manual, tức là cái bản hướng dẫn á, bản hướng dẫn cần thiết trong công việc. Si tôi đề nghị ít teo cư là đi vệ sinh trước đó. Rồi bây giờ mình trở về cái bài học. Sayo mai ni okonau koto là diễn những cái việc mà diễn ra trước khi mà làm việc, thì ở trong này là đầu tiên phải kiểm tra nội dung công việc, như là kiểm tra là cái bảng phân công địa điểm mà mình, vị trí của mình hôm nay ở đâu, jibun no tanto là mình đảm nhận ở đâu đó. Rồi ở dưới này, shigoto ni hitsuyou na manual sayo te junso kakunin shimasu, là kiểm tra cái trình tự làm việc cần thiết trong công việc. Vậy thì đáp án ở đây sẽ là đáp án B. Ni okonau sousa toshite machigatteiru mono o hitotsu erabinasai. Sayo mae là trước khi làm việc, okonau là diễn ra, sousa là thao tác, machigatteiru mono là cái đáp án sai. Hãy lựa chọn đáp án sai. Những cái thao tác diễn ra trước khi mà làm việc có 3 đáp án. Đáp án A là senjozai sakinzai no nodo o kakunin suru. Senjozai là chất tẩy rửa, sakinzai là chất khử khuẩn, nodo là nồng độ, kakunin suru là kiểm tra nồng độ chất khử khuẩn và cái chất tẩy rửa. B senjozai sakinzai no siyo hoho kakunin suru. Siyo hoho là phương pháp sử dụng, kiểm tra phương pháp sử dụng của chất khử khuẩn và chất tẩy. C. Senjozai sakinzai no nedan o kakunin suru. Nedan là cái giá cả, kiểm tra giá cả của chất khử khuẩn và chất tẩy. Bây giờ mình trở về cái bài học. Ở đây họ viết là trước khi mà diễn ra làm việc thì tashikame te kara shiyou shimasu, tức là kiểm tra xong rồi sử dụng, kiểm tra cái phương pháp. À, trước từ quá mình như trước nè, cái chất khử khuẩn và cái chất tẩy thì phải kiểm tra cái phương pháp sử dụng. Sau khi kiểm tra xong phương pháp sử dụng rồi mới sử dụng. T cà ra là sau khi đó, sau khi kiểm tra phương pháp sử dụng rồi mới sử dụng. Thứ hai nữa là si dồ nô đồ mố khi mê ra rê ta tô ri cà đô cà cà nin shimasu, là cái nồng độ sử dụng đã quy định, phải kiểm tra là có làm theo cái nồng độ đã quy định sẵn hay không. Tiếp theo là Senjozai sakinzai no nokoranai yo ni yoku arai nagashimasu, là cái chất khử khuẩn với chất tẩy này á, thì sao cho nó không còn sót lại ở trên cái máy móc á, mà rửa sạch. Thì trở lại cái câu số 8 này, vậy thì đáp án sai mà Chigatteru mono là đáp án C. Sayo jo ni hairu mae ni toke
Hô sĩ kỳ rươi sô sổ cư hình nà đổ mốt tê tà ra nà ni ô xin kê rẻ ba nà đi mà xin cá tà ra xin mồ nô hì tô tư ế rà bì nà sai. Mình có từ là sai yô rồ, tức là công xưởng, công trường. Hai rư là vào, mai là trước, tô kê là đồng hồ. Hô sĩ kỳ rươi là đồ trang sức bằng đá quý. Sô sô cư hình là những cái đồ trang sức. Na đồ moti tara, na đồ là vân vân nhiều, motsu là mang, moti tara là nếu, nếu mang những cái vật như là đồ trang sức hay các loại đá quý, đồng hồ trước khi mà vào công trường làm việc thì shinakereba narimasen là phải làm cái gì, hãy lựa chọn ra đáp án đúng. A sono mama karada ni tsukete sagyo jo ni hairu. Sonomama là để nguyên cái tình trạng như vậy. Tsukeru là gắn vào để gắn dính vào á. Câu này thì mình dịch là để nguyên ở trên người như vậy. Karada là thân thể. Rồi vào luôn công xưởng làm việc. B karada kara hazushi lokka ni hokan shite oku. Hazushi á tức là hazushi. Hazushi là mình tháo khỏi người. Rồi hồ căn là bảo quản ở trong cái tủ đựng quần áo, tủ đựng đồ. Si poketto ni irete sagyo jo ni hairu, cho vào cái túi và vào công xưởng. Rồi bây giờ mình trở về cái bài học trang 24. Ở đây có viết là shibutsu no mochikomi wa shinai yo ni shimasu. Shibutsu là vật dụng cá nhân. Ở đây họ lưu ý là không mang, cái việc mà mang những cái vật dụng cá nhân là không được, như là đồng hồ nè, đá quý hay là trang sức thì phải tháo ra khỏi người rồi bảo quản ở trong cái tủ. Cho nên đáp án của mình sẽ là đáp án B là đáp án đúng nha các bạn. Câu 10. Ninchakuro ra o tsuru riyu toshite tarashii mono o hitotsu irabinasai. Nenchakuro là cái cây lăng. Ryu là lý do. Hãy lựa chọn đáp án đúng với lý do làm cái việc mà lăng bằng cái cây lăng. Ai karada o massage suru tame. Massage là massage là để massage cơ thể. Karada là cơ thể. B karada ni yogore ga tsuku yo ni suru tame. Yogore là làm cho bẩn. Tsuku là dính, để mà sao cho vết bẩn dính vào cơ thể. Si kami no ke ya hokori nado otosu tame, để làm rơi cái bụi bẩn và tóc. Rồi bây giờ mình trở về cái đáp án ở cái bài học. Nên chakulora là nó có tác dụng là, ở đây họ viết nè, kaminoke ya hokori nado nenchakuro ra ya eyasawa de otoshite sagyoba ni hairimasu. Có nghĩa là người ta dùng cái cây lăng là nenchakuro ra là cái này, và eyasawa là thổi khí khi đi qua cái phòng thầy, để thổi bay bụi bẩn và tóc dính vào trước khi mà đi vào công trường. Đó, cho nên đáp án của câu 10 sẽ là đáp án đúng, là đáp án C.